chặt chà như sống với con tim cùng bao say mê khát khao hồn nhiên. Rồi bao người đến một con trái tim nồng nàn đem dâng lên bao tuổi, muốn chiếm lấy trái tim riêng mình thôi. Hey yo, khi hai con tim đang yêu đâu cần gì cao sang, khi hai con tim đang yêu luôn nhìn cùng hướng đi, khi hai con tim đang yêu luôn hòa cùng nhịp đập. Chẳng cần gì xa xôi, chẳng cần gì suy tính, chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đâu, dù tình về nơi đâu, em vẫn mãi yêu anh qua mưa đêm bão tố. Con về rồi hả con? Dạ. Con vô thắp nhang khoe với ba con đi. Con mới vừa nhận được giải thưởng đó. Con khoe với ba cho ba con mừng đi con. Má, má bình tĩnh. Má chịu khỏe rồi đó. Má đỡ rồi. Má không sao. Con được như vậy là má mừng lắm rồi. Vô thắp nhang đi con. Dạ. Ba, con trai của ba đã có giải thưởng, thành công bước đầu trong công việc. Nhưng sao lòng con thấy buồn quá. Niềm vui này không thể trọn vẹn khi mà con không thể có cô ấy bên cạnh. Giờ con vô tắm rửa thay đồ đi, rồi ra ăn cơm. Má có nấu mấy món mà con thích á. Má, má mới ra viện, má làm chi cho cực. Má thấy khỏe hơn bao giờ hết á. Má có cô tắm trong nhà rồi, con còn lo gì nữa. Dạ, thưa bác, con mới qua. Con qua rồi đó hả con? Dạ, anh Phong. Dạ, con xin phép bác. Alo. Alo, Mai hả? Chị đang chuẩn bị đám cưới. Má anh Phong đã khỏe chưa? Dạ đỡ rồi chị. Anh Phong sao rồi em? À, ảnh mới được giải cuộc thi thiết kế nên là ảnh vui lắm. Vậy hả? Chị chúc mừng ảnh nha. Chúc em và anh Phong được hạnh phúc. Em cũng cảm ơn chị. Em cũng cầu mong cho chị được hạnh phúc.
Con tắm xong rồi hả? Dạ. Con ngồi ăn cơm luôn đi con. Bữa nay má với Mai đã thấy ăn hoành tráng quá, chắc ăn phải no bụng mới được. Ừ, ăn cho hết đó. Bác. Ừ? Bác nhìn anh Phong kìa, háo ăn thấy sợ luôn á. Háo ăn là tốt. Nè, cái này của con nè. Dạ, cảm ơn bác. Đây, của con. Hai đứa ăn đi. Má. Ừ? Má gấp cho Mai cái miếng ngon hơn con là sao? Má phải ưu tiên con trai má trước chứ, sao lại ưu tiên cho người dưng? Cái thằng. Bác, cái này của bác nè. Ừ. Bác đừng có nghe lời của ảnh. Đàn ông con trai gì đâu mà hả, nhỏ mọn, canh tị thấy ghê luôn à. Hôm nay má vui quá. Thằng Phong á thì được giải thưởng, hai đứa tụi con thì vui vẻ quấn quýt như vậy. Thiệt má không còn gì mãn nguyện hơn nữa. Ăn đi con, hai đứa ăn nhiều vô đi. Dạ. Hôm nay má nấu nhiều lắm đó, phải ăn cho hết đó nghe chưa. Dạ. Lúc nãy chị Bảo Châu có gọi điện thoại tới. Cô nói gì? Chị nói là hồi chiều đi thử áo cưới chị có gặp tụi mình, rồi chị chúc cho anh được hạnh phúc. Anh sẽ hạnh phúc chứ, không cần cô chúc anh cũng sẽ hạnh phúc, đúng không em? Anh Phong à, anh có thể trở về bên em được không? Em rất là muốn được chăm sóc cho anh hằng ngày. Em không có cần biết á, là bây giờ tình cảm của anh đối với em như thế nào hết. Nhưng mà em tin á, là rồi đây anh cũng sẽ yêu em như là em yêu anh vậy. Em tin là như vậy mà. Phải cảm ơn chị Bảo Châu, vì chị ấy rút lui nên em mới có anh. Em đã hứa với chị ấy rằng mình sẽ hạnh phúc, em sẽ làm được điều đó. Nè Bảo Châu, má rất hài lòng cái bộ áo cưới hồi nãy lắm đó. Con biết không, tuy là giá nó hơi mắc một chút, tuy là áo cưới nó được thiết kế riêng, nó rất sang trọng nè, và trang nhã nữa. Nè, con coi nè, bộ nữ trang này cá tính lắm đó nha, được đeo vô trong bộ áo cưới á là đẹp khỏi chơi luôn đó. Má đang tưởng tượng cái ngày con gái của má được làm cô dâu y như là công chúa vậy đó. Nè, con phải vui lên đi chứ. Nè con biết không, cô dâu á phải có bộ mặt xinh xắn nè, phải rạng ngời thì mới tốt được chứ. Suốt cả cái buổi thử đồ cưới hôm nay đó, con cứ im lìm không có nói gì hết trơn à. Con làm như vậy á kỳ lắm đó. Má nói cho con biết nghe, nếu mà con không làm một cô dâu hạnh phúc đó, là má sẽ quy trách nhiệm cho má thằng Phong đó. Má, con đã cố gắng hết sức rồi, má mà còn làm căng á hả, con bỏ hết tất cả không có làm cái gì nữa hết á. Con đã rất tôn trọng ba má, và con đồng ý cưới anh Thành là gì? Con rất là yêu anh Phong, con mới làm như vậy. Má có hiểu điều đó không hả má? Má, con muốn xuống tiệm hoa đó để mua hoa một chút. Chú bác cho con ghé tiệm hoa đi chú bác. À. Anh Phong đặt giải nhì cuộc thi thiết kế ở công ty đấy chị.
Em cho anh thời gian, anh sẽ ráng hết sức để thành công trong sự nghiệp. Anh sẽ ráng để xứng đáng với em. Anh đảm bảo sẽ đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Dạ, chị mua quà hả chị? Chị muốn mua quà tặng cho một người bạn của chị. Mà anh ấy còn hơn là một người bạn của chị nữa. Và không biết làm sao mà nhắn tới người đó hết á. Em có thể giới thiệu loại hoa nào mà phù hợp như vậy không? Dạ, chị mua hoa ly đi. Hoa ly thể hiện sự trong sáng, tinh khiết. Hy vọng là người ta sẽ hiểu được tấm lòng của chị. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Chào mọi người. Chào anh. Thôi, tôi đi làm việc nha. À. Ủa, bó hoa này của ai để bàn tôi vậy? Trời, ông này buồn cười. Bông trên bàn ông á là của ông, nhưng để của tôi. Anh, em chúc mừng anh đạt giải thưởng. Chúc anh thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc. Bảo Châu. Chào mọi người. Chào. Ủa anh Phong, ai tặng anh bó hoa mà đẹp quá vậy? Em thấy đẹp thì lấy đi. Thiệt không? Em lấy thiệt đó nha. Ừ. Cảm ơn anh nha. Ăn được chưa, ăn được chưa? Chưa. Thôi được rồi. Từ hôm qua đừng lại nhức đầu quá. Vô coi có gì ăn cơm đi. Ồ vậy hả? Quá đã. Vô liền, vô liền. Ủa, chú tới nào vậy? Con ngủ con không biết trời trăng mây gió gì hết trơn á. Không có gì đâu, chú tới nãy giờ rồi. Chú đang chuẩn bị cho cái ngày ra mắt bên đàn gái của con nè. Để coi họ yêu cầu cái gì, để mình còn đáp ứng cho họ nữa. Nếu lỡ họ yêu cầu nhiều quá, lấy tiền đâu ra. Nhức đầu quá đi được. Còn con, sao bữa đó tự nhiên nổi hứng nói ba con tặng cho cô dâu nguyên cái tòa cao ốc? Cái đó đâu có trong kịch bản đâu. Thì khổng hay không nói vậy. Rồi mai mốt đám cưới rồi lấy đâu mà tặng cô dâu cái tòa cao ốc đây? Dạ trời ơi, có gì đâu chú ơi. Mình nói thì nói đại vậy đó. Nổ thì nó nổ cho nó đã chứ. Chứ nổ mà nổ ít thì nổ làm gì chứ. Lần này á, muốn xạo cái gì á, phải thông qua ý của chú. Không được xạo tự ý vậy nghe chưa. Nè, hôm tới gặp á, ráng gỡ lại coi bên nhà gái ta yêu cầu cái gì rồi mình tùy cơ ứng biến, hiểu không? Dạ, con biết rồi. Chú chỉ lo những lễ vật cần thiết thôi. Cưới xong rồi tùy cơ ứng biến. Sau nửa năm coi như kết thúc vở kịch. Vậy là có nghĩa sau nửa năm. Vậy là ba con á bị thiếu nợ nhiều quá nên phá sản phải không chú? Cho nên con bị trắng tay, phải ăn bám với nhà vợ. Tới lúc đó con chỉ còn bấu víu vào đứa con của con mà thôi. Ê gì vậy? Trời, con của con là ai? Con của con lúc này đang nằm trong bụng của Bảo Châu. Chỉ có đứa con đó mới cứu được con, hiểu chưa? À, con hiểu ý chú rồi. Có nghĩa là sau khi con cưới Bảo Châu là phải làm cho cổ có bầu liền. Đúng, cưới tháng trước là tháng sau phải có bầu liền. Cưới tháng trước là tháng sau. Trời ơi, cái này giá ợt. Con mới thử với bông dưới quê kìa. Trời đất ơi. Ê, gì vậy cha? Con còn dám nhắc tới chuyện đó nữa hả? Nếu không có chú giải quyết,
Bây giờ nó vác cái bụng bầu lên đây, nó phá hỏng bét mọi chuyện rồi. Dạ con. Ủa vậy là nửa năm nữa tôi chết hả? Ý quên, nửa năm nữa là tôi hết vai diễn hả? Nhưng mà chắc cũng đỡ, tôi còn diễn vai này được nửa năm nữa cũng đỡ. Không có, ông đám cưới xong là ông đạp xích lô luôn hà. Ủa sao vậy? Tại hết hợp đồng rồi. Nếu ông làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho ông. Còn nếu ông mà làm hư bột hư đường á, thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Biết, tôi phải bồi thường hợp đồng. Đúng. Còn nếu như ông trốn mà không bồi thường hợp đồng á, thì điều gì xảy ra? Thì ông sẽ cho giang hồ tìm tôi. Mà nếu tôi có chui xuống dưới cống á, thì ông sẽ cho giang hồ móc tôi từ dưới cống lên. Như vậy là hai người đã hiểu hết trách nhiệm và vai diễn của mình rồi chứ gì? Dạ. Trời ơi, hôm nay ăn no quá trời quá đất luôn. Mà công nhận đồ ăn đó ngon thiệt nha. Mai mốt rồi xong đám cưới là hết hợp đồng rồi. Vậy là mình không có được tới Nhàn Thành nữa đâu. Mà không được tới Nhàn Thành nữa thì không có được ăn no ngủ kỹ nữa rồi. Tiếc quá trời quá đất. Bởi vậy hôm nay ăn quá trời quá đất, căng cứng cái bụng luôn bây giờ, tức cái bụng quá trời quá đất. Alo đi ông. Không được, trời ơi, tôi đạp một mình, tôi đạp còn không muốn nổ nữa nè. Chở ông, chắc tôi xuống đẩy xe luôn quá. Thôi bye bye, xin vô một bên. Đó, mày thấy ông không? Dạ. Bữa nay mày đặt mất sức. Dạ. Nghe vậy không đón khách là sao, hả? Cái kiểu này, chắc chú Tình đi phục vụ ai đó, nên bị dắt kiệt sức rồi, nên mới quể quải vậy đó. Phục vụ ai hả? Tao nói cho mày nghe, tao mà bắt quả tang hả? Tao bắt được tận tay hả? Thì... đầu lòng hai ả tôi. Chứ thì tao. Dạ. Kiều là chị, quý em là dân. Ở lộn nữa, Thúy Kiều là chị, em là Thúy dân. Trời ơi, ước gì mày làm kiêm trọng á, mình hốt hai chị em luôn. Quá đã, quá đã. Bà ơi, tôi về rồi nè bà. Ba. Ê, ba. Tôi đây nè. Ủa, ông mới về hả? Trời đất, tôi tưởng tôi đi về trễ rồi, bà ngồi ở nhà bà chờ tôi rồi, rồi bà gặp tôi, bà la tôi, cuối cùng bà về sao tôi? Bà đi đâu về vậy? Tôi đi đâu kệ tôi. Còn ông, đi đâu giờ này mới về hả? Biết rồi, tiền nè. Sao có nhiêu đây vậy? Trời đất, tôi đạp xích lô học xì dầu từ sáng tới giờ được bao nhiêu tiền tôi đưa bà rồi, bà còn chết ít nữa hả? Đạp xích lô hay là đạp máy? Đạp xích lô chứ đạp máy gì đây, tôi lừa gà sao mà đạp máy? Ông nghe tôi hỏi, cả ngày hôm nay ông đi đâu, ông ở đâu, nói. Tôi đạp xích lô trên đường. Đạp xích lô trên đường hay trên giường? Xích lô sao đạp trên giường được? Xích lô hai bánh đúng không? Xích lô ba bánh chứ làm gì có xích lô hai bánh. Nè, nói mạnh bạ nha, nói quan tôi không có chịu đâu nghe. Thôi được rồi, tôi tha cho ông. Đừng để tôi bắt quả tang. Tôi bắt quả tang, tôi bắt tận tay, tôi dai tận mặt, là ông biết tôi làm cái gì rồi chứ? Biết. Xẻo, cắt, băm. Biết rồi, nhớ mà. Biết thì tốt nha. Đừng để tôi bắt quả tang nghe. Tôi mà bắt quả tang là ông chết với tôi nghe chưa? Vô. Dữ quá vậy. Tôi gọi chú tới để hỏi về việc đám cưới của Bảo Châu. Chú chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ thưa anh, em đã sắp xếp mọi chuyện chu đáo hết rồi ạ. Bây giờ chỉ còn chờ ba cậu Thành từ bên Mỹ qua, hai gia đình gặp gỡ. Mọi chi tiết cụ thể cho buổi gặp mặt em đã bàn rất kỹ với chị rồi. Vậy việc chuẩn bị đám cưới sẽ được diễn ra trong bí mật chứ? Dạ, em đã chuẩn bị rất kín đáo. Anh lo gia đình Phước Danh biết phải không? Đúng vậy, dự án làm ăn với gia đình Phước Danh chỉ còn một tháng nữa là hoàn tất. Tôi nghĩ mình cứ âm thầm chuẩn bị đám cưới, chờ cho tới khi thanh lý hợp đồng nhà Phước Danh xong, mình tổ chức cưới luôn. Như vậy dự án sẽ được an toàn cho tới phút cuối cùng. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Về chuyện phía bên Phước Danh á, em lo rất kín kẽ, xin hãy yên tâm. Tốt rồi. Chú nhớ chuẩn bị cho buổi gặp mặt với ba cậu Thành
thật chu đáo nghe. Dạ. Thôi xin phép anh em vô phòng làm việc. Ừ. Bảo Châu, Bảo Châu, sao em khóc vậy? Chuyện gì là em khóc vậy Bảo Châu? Anh đi về đi, tôi không có tâm trạng nào mà tiếp chuyện anh ngày hôm nay đâu. Bảo Châu à, có chuyện gì làm em buồn vậy? Em nói cho anh biết đi. Nếu như mà anh có thể làm chuyện gì để cho em hết buồn á, anh sẵn sàng làm hết. Bảo Châu, anh làm được hả? Tôi nói anh đi về đi mà, để cho em yên đi. Bảo Châu, anh nhớ em lắm. Em cho anh gọi chơi với em chút xíu cho đỡ nhớ đi. Anh hứa anh sẽ không làm phiền gì em đâu. Bảo Châu, tôi xin anh á, anh để cho tôi yên đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Tôi cũng chẳng muốn ai nhìn thấy tôi trong lúc này hết á. Tôi chỉ muốn mình một mình thôi, anh có hiểu không? Bảo Châu, em đừng có xua đuổi anh mà. Anh làm ơn đi, tôi nói anh nãy giờ anh không nghe hả? Bảo Châu, em đừng có xua đuổi anh nữa. Trước sau gì hai đứa mình cũng thành vợ chồng thôi. Ba mẹ em đã hứa với ba mẹ của anh rồi, khi nào mà em học xong á, hai đứa mình sẽ thành vợ chồng. Anh vẫn mơ về những ngày tháng đó. Những ngày tháng sẽ thật hạnh phúc của hai đứa chúng mình. Ba má tôi muốn gả tôi cho anh đúng không? Đúng rồi đó. Ba má tôi coi tôi như là một món hàng vậy đó. Đẩy qua người này rồi đẩy qua người kia. Ba má của tôi á, không có chỉ hứa gả. Má, tại sao phải ngưng việc kết hợp với Danh Phát? Chúng ta đang làm ăn thuận lợi kia mà. Đúng vậy, chúng tôi triệu tập hội nghị cổ đông này với mục đích muốn chủ tịch cho chúng tôi biết một lý do. Xin các vị cứ bình tĩnh. Sắp tới tôi sẽ đem về cho công ty một hợp đồng béo bở hơn hợp đồng của Danh Phát rất nhiều. Béo bở hơn Danh Phát? Phải. Có điều việc này hiện tại chúng ta phải giữ bí mật. Tôi lấy tư cách chủ tịch hội đồng quản trị, đảm bảo thương vụ sắp tới sẽ đưa chúng ta tới tầm cỡ quốc tế. Hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng trước khi đám cưới. Vở kịch đã đến hồi kết thúc. Hai người cố gắng diễn cho thật tốt, đừng để bất cứ điều gì xảy ra. Rõ chưa? Rõ. Rõ rồi. Ừ. Trời ơi, nó nói ngọng mà bắt nó nói chi tội nghiệp nó. Để tôi nói phụ nó cho. Rõ rồi. Đi. Đi. Dạ chào anh chị. Yeah. Dạ chào. Chào anh chị. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ chào hai bác. Chào con. Dạ xin phép được mời anh lên tầng trên. Dạ. Dạ. Dạ, dạ mời anh. Con dâu đẹp, đẹp 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 quá.
Ôi đẹp, 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 đẹp quá. Con nè, con nghe nha, con thiệt có con mắt tinh đời. Vợ sắp cưới của con nha, ba nhìn ba còn thấy mê nữa. Ba, dạ thưa hai bác, ba con vui tính vậy đó. Ba, ba khen báo châu hoài, báo châu mắc cỡ kìa. Bây giờ ba vô vấn đề chính đi. Ba cứ lo ngắm con dâu của ba quên hết những điều cần nói. Để chuẩn bị cho cái đám cưới của hai con chúng ta, ở bên nhà gái có yêu cầu gì vậy thì cứ cho bên nhà trai biết, để bên nhà trai chuẩn bị. Dạ thưa anh, gia đình chúng tôi không có gì cầu kỳ hết trơn á, nhưng mà chúng tôi duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Vì vậy chúng tôi cũng muốn tổ chức cho chu đáo, danh giá một chút. Dạ, không vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch cho đám cưới rồi. Chú bác à, chú trình bày cho anh Xuôi nghe đi. À, dạ. Dạ, em xin phép hai anh, xin phép chị. Trước khi chú bác trình bày vấn đề, tôi xin có ý kiến nhỏ nhỏ. Dạ, mời ông anh cứ tự nhiên. Tôi xin phép được đi toilet. Dạ. Dạ, anh cứ tự nhiên. Dạ, ba, anh ba. Cứ tự nhiên đi. Để con đưa ba đi ha. Thôi, ba đi một mình được rồi. Tánh bà con vui lắm. Cậu Thành á, thật là chu đáo hết sức đó. Lúc nào cũng lo lắng cho ba. Dạ. Đâu vậy ta? Đẹp, 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 đẹp. Ô cô. Trời, ông Tình, kìa đẹp quá trời nha. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Từ từ hả? Trời ơi nè, hết chó chạy nghe. Bác gọi tài nghe chưa? Bà con cô bác ơi, dòm đi. Đạp xích lô mà ăn bận như vậy nè thì ra là trai bao. Trời ơi, bà hiểu lầm tôi rồi, không có phải là như vậy, bà hiểu không? Trời ơi, cái con khỉ, tôi thấy ông ôm nó rõ ràng mà còn chối hả? Ôm đâu mà ôm? Trời ơi, khỏe đáng lắm mày nha. Kỳ này ông chết với tôi. Tôi vậy là tôi con xin phép hai bác, con đi vệ sinh. Từ từ vợ ơi, bà nghe tôi nói nè. Trời ơi, bà hiểu lầm rồi, bà làm bể hợp đồng của tôi rồi nè. Hợp đồng gì mà bể? Trời ơi, chỉ là đóng tiền thôi. Trời ơi, ba. Cái gì? Có chuyện gì vậy ba? Ba cái gì mà ba? Con, ba. Trời ơi, thì ra tôi bị ngoại tình, tôi bị cấm sừng. Ông lén phé với con nào sai ra thằng trời này hả? Vợ ơi là vợ. Tôi giết không có phải như vậy đâu. Trời ơi, chỉ là đóng kịch, là người ta mướn tôi đóng vai một tỷ phú là ba của thằng này, bà hiểu chưa? Đó rồi, người ta cho tôi một ít tiền rồi tôi đem về cho bà. Cái gì? Không có phải như vậy đâu. Trời ơi, chỉ là đóng kịch, là người ta mướn tôi đóng vai một tỷ phú là ba của thằng này, bà hiểu chưa? Đó rồi, người ta cho tôi một ít tiền rồi tôi đem về cho bà. Ba, cái gì nữa mà ba?
Đây là vợ tôi nè, bà biết hết trơn hết trội rồi, đóng kịch cái gì nữa mà đóng kịch. Nhẹ thấy thôi. Trời, thì ra là các người là những người lừa đảo. Tôi sẽ báo công an còng cổ mấy người. Công an chạy. Đồ lừa đảo. Anh ơi, bà. Tại sao lại để ông nhà xúc động mạnh như vậy? Lâu nay bệnh cao huyết áp của ông đã tương đối ổn định rồi mà. Cũng may lần này không ảnh hưởng tới thần kinh. Nếu không thì ông nhà sẽ rất dễ dẫn tới liệt nửa người, hoặc thậm chí sẽ hôn mê và sống đời sống thực vật nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tại gia đình tôi hôm nay gặp chuyện bất ngờ. Tình hình của ông nhà tôi có nặng lắm không bác sĩ? Trước mắt thì tình hình tạm ổn, nhưng ông Toàn chưa thể đi lại được, cần phải ở lại bệnh viện một thời gian để tiện theo dõi và chăm sóc. Dạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi nha. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Tôi muốn nói chuyện riêng với gia đình một chút. Ông cần phải giữ tinh thần ổn định, tránh xúc động mạnh, có thể dẫn đến huyết áp cao lên đột ngột. Tôi xin phép. Cảm ơn. Anh ơi, anh ơi, tất cả là lỗi do em. Vì em có mắt mà cũng như mù, cho nên mới để cho cậu Thành dựng nên vở kịch như vậy. Em tiếp xúc với nó nhiều ngày mà không phát hiện nó là gì kiều giả. Tại em mà anh mới xả ra nông nổi này, cho nên chị hãy phạt em thật nặng đi. Chú cứ đứng lên đi. Việc này đâu phải lỗi của mình chú. Đến cả tôi và vợ tôi cũng tin tưởng thằng Thành tuyệt đối. Xem chút nữa gả Bảo Châu cho nó. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Dạ, dạ không đâu anh. Em không có họ hàng, không có người thân. Cũng may mắn là em còn gặp được anh chị. Anh chị thương yêu, coi như người trong gia đình. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh chị không trách em một lời. Thiệt em không biết làm cách nào để đền tội hết. Chú cứ đứng lên đi. Tôi có việc cần chú làm. Dạ. Dạ. Xin anh cứ nói. Chú hãy làm mọi cách tìm cho được thằng Thành, rồi bịt miệng nó lại. Chuyện gì rồi tuyệt đối giữ bí mật, không được lộ cho ai biết, nhất là gia đình Phước Danh đó. Ba ạ, tới giờ này mà ba còn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa hả? Còn bà, bà hãy xóa sạch mọi dấu vết về đám cưới vừa rồi. Coi như là thằng Thành bị Bảo Châu từ chối nên đã bỏ về Mỹ rồi. Em hiểu rồi. Dạ thưa anh, em hiểu rồi. Em sẽ làm một việc ngay. Tin anh hãy yên tâm nghỉ ngơi. Tin phép anh, tin phép chị. Chú đi nghe. Anh à, anh cũng nghỉ ngơi nha. Má con em về để lo công việc. Ở đây có bác sĩ Hùng lo cho anh rồi. Ừ, thôi hai mẹ con về nha. Dạ. Thưa ba con về. Ừ. Đi con. Cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi cái thằng cha Thành đáng ghét đó. Mình thật là may mắn. Bảo Châu. Má. Chuyện xảy ra như vậy mà con còn gọi là may mắn hả? Con đâu có thích lấy cha Thành đó đâu. Như vậy á, không may mắn chứ là gì má. Con à, cái chuyện này đó, con nên giữ kín nha. Tại vì nó ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của gia đình mình. Con hiểu không? Mà thấy là con cũng nên đối xử tốt lại với cậu Phước Danh đi. Má, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, má còn chưa tỉnh ngộ ra nữa đó hả? Vậy mà bây giờ má còn
ép uổng con như vậy nữa là sao hả má? Thôi, đừng có bàn tới nữa. Chuyện này đó, má sẽ nói chuyện với con sao? Nghĩ đi. Má nghĩ sao á? Trời ơi, làm sao bây giờ? Trái nhà thiệt rồi. Bây giờ mà ông báo công an một cái là công an bắt tôi một gông luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ nhỏ miệng. Hên quá. Chú hả? Vậy mà con tưởng ai? Hên quá. Chú ơi, chuyện sao rồi chú? Hiện tại họ chỉ nghĩ con là kẻ chủ mưu. Họ kêu chú đi tìm con để bịt miệng lại. Trời ơi, bịt miệng con hả? Vậy là thủ tiêu con hả chú? Trời, trời, tiêu rồi chú ơi. Báo công an á thì ngồi tù. Bây giờ không báo công an á thì con bị thủ tiêu. Trời ơi, bây giờ chú ơi, có cách nào cứu con đi chú? Con khùng rồi chú... hả? Ai muốn thủ tiêu con đâu? Họ chỉ muốn bịt miệng con, đừng để con tiết lộ cái vụ này mà thôi. Vậy, vậy bây giờ chú tính sao giờ chú? Còn tính gì nữa? Chỉ có cách tốt nhất là nên trốn về quê. Em ở dưới cho thật kỹ, đừng bao giờ lai vãng lên đây nữa. Trời, về dưới quê không được đâu. Ở dưới quê á, họ tưởng con đang đi châu Phi. Bây giờ con về không có cái gì. Nè, chú đã chuẩn bị hết rồi, cầm lấy. Nè, khi về quê ém cho thật kỹ nghe chưa. Ai hỏi gì cũng không được nói nghe không. Dạ dạ dạ, con biết rồi. Con sẽ trốn về quê, trốn cho thật kỹ phải không chú? Đúng rồi. Con về quê. Vậy là con được về quê luôn hả chú? Ừ, chứ ở đây làm gì nữa. Vậy là con phải đóng kịch nữa hả chú? Tan nát trơn rồi đóng gì nữa mà đóng. Ê chú, chú không là nợ con nha chú. Nợ nần cái gì, đang chán muốn chết đây nè. Trời ơi, mừng quá, tôi được về quê với bông rồi. Tôi được xong đúng bản chất của tôi rồi. Gỗ gỗ gá, gỗ gá. Gỗ gá tôi được thoải giọng thoải mái, không cần phải uống lửa gì nữa hết á. Trời, bộ mày khùng hả? Trời trời, thất bại thảm hại luôn. Đi quê trốn dưới mày làm gì mừng như là lượm được của vậy? Trời, ủa kìa, thất bại là tại ông Tình chứ không phải tại con đâu. Chú có xử ổng như chú đã nói không? Xử cái gì mà xử? Ông con hay là ông con? Mình xử để lòi ra hai mình là hai kẻ lừa đảo hả? Ờ ha. Đừng hỏi gì nữa, con chuẩn bị đồ đi về quê liền đi. Dạ gõ. Ừ. Ê, cái áo cái quần này trả người ta. Dạ dạ. Ê, còn điện thoại em có nữa nghe. Dạ. Chú đưa đây chú trả cho người ta. Dạ. Rồi đi đi, nhanh lên đi. Dạ. Tình ơi là ông Tình. Hả? Ông mày đặt lừa gạt người ta làm chi vậy? Rồi bây giờ người ta kéo đây người ta quýnh ông, tôi không có biết gì đâu nghe. Cũng tại tôi mắc nợ đề nhiều quá mà không có tiền trả. Rồi tôi không dám xin bà, cho nên rồi tôi đánh liều tôi làm đại cái chuyện đó. Cũng tại bà cũng à, tự nhiên ghen bóng ghen gió chi làm đổ bể chuyện hết trơn cái trội. Trời ơi, ông Tình ơi là ông Tình, ông Tình. Hả? Trời ơi, ông Tình ơi là ông Tình. Ông nghèo thì ông lo làm ăn đi. Bà đặt tí theo người ta đề đớm chi vậy hả? Ông mắc nợ từ lúc nào? Ừ không gì. Thật ra tôi muốn kiếm thêm chút đỉnh thôi, để tôi phụ giúp với bà. Tại tôi thấy bà bán bánh mì vất vả quá trời, tôi không có đành lòng. Mà tôi nói thiệt nghe, cuộc đời tôi chỉ có mỗi cái mình bà thôi. Tôi không thương bà thì tôi thương ai? Tôi có dám lén phén với ai đâu. Bà không chịu hiểu tôi, lúc nào cũng nghĩ bậy như bà không à. Đó rồi đi ghen bóng ghen gió cho bể chuyện vậy đó. Lạng hoạn tụi nó kêu giang hồ, tụi nó chém tôi chết luôn. Biết rồi. Mà ông nói vậy là ông thấy tôi buôn bán cực khổ rồi, ông kiếm tiền ông lo cho tôi đó hả? Chứ gì nữa. Mà nói chung cái lỗi này một phần cũng là của ông nữa. Trời ạ. Trời ơi, tại sao tôi là vợ ông mà ông tin tưởng? Có chuyện gì thì ông nói ra đi, thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
Thôi được rồi, tôi là vợ ông nè, tôi sẽ bảo vệ cho ông. Hả? Có chuyện gì thì hai vợ chồng cùng gánh chịu chưa? Thiệt hả? Ừ. Vậy là có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đạp xích lô nữa, tôi sẽ không ở nhà một mình, tôi sẽ đi theo bà bán bánh mì hả? Tôi sẽ ở sát bên cạnh bà luôn ha. Ừ. Được không? Gì? Lúc nào cũng đi theo tôi hả? Đúng rồi, tôi ở bên cạnh bà sát rạc luôn. Bà đi đâu tôi đi theo đó. Xí, tôi đi vệ sinh theo không? Ừ. Ngồi xuống. Ừ. Già mà nhắc hết. Ừ. Yên tâm, tôi là vợ ông. Ừ. Tôi sẽ bảo vệ ông. Không có thằng nào con nào mà dám đụng tới ông đâu. Ồ, trời ơi, tôi cảm ơn bà nhiều lắm nghe. Trời ơi, tôi may phước quá, tôi có một người vợ như bà. Một người vợ vĩ đại, lực sĩ. Ồ, quá khỏe, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ chồng lúc nguy hiểm. Thú quá. Ê, đừng có nịnh. Nghe tôi hỏi nè, cái chuyện nợ nần trả nhiều ít rồi? Tôi trả gần hết rồi, còn có chút thôi mà bà trả dùm tôi nghe. Tôi thề với bà nha, lần sau mà tôi có gặp đề đốm đi nữa, ai mà có rủ tôi còn không chơi nữa. Còn lần sau? Không có lần sau đâu, thầy luôn. Ừ. I swear. Kỳ này tôi tạm tin ông, tôi tha cho ông đó nha. Nợ còn lại tôi trả. Hả? Mà nếu ông lén phé như con nào là tôi cắt. Sao mà tôi ngày cứ hâm cắt hoài vậy? Công ty bây giờ nghe nói chủ tịch bị bệnh, không biết ai điều hành quản lý đây hả? Nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị nhập viện, tình hình sao đây? Dạ xin quý vị yên tâm, sức khỏe của ông Dị Toàn hiện đang rất là tốt, chỉ cần tình dưỡng một thời gian có thể trở lại điều hành công ty một cách bình thường. Dạ xin quý vị yên tâm nghe. Dạ xin phép. Không biết tình hình sao đây. Ủa anh, mời anh vô trong. Anh qua đây có việc gì không anh? Tôi qua chơi thôi. Tiện thể hỏi thăm dạo này chú làm ăn ra làm sao. Lâu rồi không thấy hỏi vay tiền tôi nữa. Dạ thưa anh thông cảm, vụ của em gặp chút trục trặc, chưa thu hồi được vốn. Anh cho em một thời gian nữa nghe. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ đâu có đòi tiền chú đâu. Chú giúp đỡ tôi nhiều trong chuyện làm ăn, chẳng lẽ nào tôi đòi tiền chú chứ. Dạ em cảm ơn anh. Ờ nè. Dạ. Có thật là ông Toàn không sao chứ? Dạ không sao anh à. Chỉ lý do hợp đồng béo bở hơn hợp đồng bên Danh Phát, mà bữa trước anh nói bị đổ bể, cho nên anh bị sốc vậy thôi. Sao? Đổ bể thật rồi hả? À, chuyện này bí mật nha, anh đừng để lộ ra là em nói. Xem ra anh còn ở trong đó lâu lắm. Khi nào đợi chuyện này lắng xuống đi, rồi mình hả để lộ ra ngoài. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, việc này á khiến công ty thất thu hàng triệu đô. Thật ra em cũng không hiểu anh Di Toàn anh tính toán kiểu gì nữa. Đúng là tham thì thâm mà. Mà anh à, em thấy vậy nè, hay là mình nhân chuyện này chúng ta... Không được, tôi không thể làm được gì này. Đây chỉ là một nửa. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của bác sĩ. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh việc này. Chào anh. Những điều tôi muốn tôi đã nói rồi. Mong bác sĩ suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để bất cứ điều gì xảy ra đáng tiếc. Chẳng cần gì xa xôi, chẳng cần gì suy tính, chỉ có một trái tim yêu riêng em mà thôi. Dù đường về nơi đây.